Chiều ngày 14 tháng 4 âm lịch vừa qua, tỉnh đoàn Quảng Nam cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Phật Đản Phật lịch 2564 tại chùa Linh Bửu, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. Tại buổi thăm, anh Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Quảng Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, đã gửi lời chúc mừng đến Đại đức Thích Viên Hải, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh, Ủy viên Ban thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và tăng ni thanh thiếu niên Phật tử, đoàn sinh gia đình Phật tử trong toàn tỉnh đón một mùa Phật Đản an lành thành tựu. Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn nhấn mạnh, trong thời gian qua, Thanh niên Phật giáo đã tích cực phối kết hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, tham gia tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên tôn giáo sống tốt đạo đẹp đời. Qua đó, anh Đức mong muốn Thanh niên Phật giáo tỉnh nhà tiếp tục chung tay góp sức cùng tổ chức đoàn, tổ chức hội, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và có những đóng góp tích cực cho phong trào thanh niên của tỉnh. Đại đức Thích Viên Hải đón tiếp và gửi lời cảm ơn tình cảm chân thành mà tỉnh đoàn tỉnh Quảng Nam đã dành cho tăng ni thanh thiếu niên Phật tử, đoàn sinh gia đình Phật tử trong toàn tỉnh. Dịp này, hai bên đã trao đổi thêm các vấn đề xoay quanh công tác phối hợp tổ chức những chương trình thiết thực dành cho thanh niên trong thời gian tới, nhất là kế hoạch chuẩn bị thực hiện chương trình ký kết phối hợp giữa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, phối hợp tổ chức chương trình thanh niên hiến máu tình nguyện, tuyên truyền bảo vệ môi trường, tặng quà cho thanh niên Phật tử có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Đại đức Thích Viên Hải cũng tiếp đón đoàn công an thành phố Tam Kỳ và lãnh đạo chính quyền địa phương xã Tam Thăng đến thăm chúc mừng Phật Đản tại chùa Linh Bửu.